Wow. Ồ, hello, lâu quá mới lên diễn đàn của Vietrai chơi. Việt khỏe Dạ, không bà dạ, Vietrai? dạ, dạ, con cũng ok bác, nghe con vợ phèo nó mới chút cái là con lại mệt rồi. Khổ quá, tao thiệt mày bởi cái số phận là nó cày cộng lắm mày. Tao lúc này tao bị chửi hơi bị nhiều, cho nên ra nhiều Sao khi vậy? mình hả Sao bị thì chửi? tao tao hỏi tụi nó tao tao hỏi đàng hoàng, tao hỏi có sách mách có chứng đàng hoàng, tao hỏi đàng hoàng, tao hỏi thấy nó vui vẻ quá mà nó hỏi ủa bữa nay mày đi ăn mừng là mày nhớ lại cái kỷ niệm mà rượu má miền Bắc bị bom của Mỹ bỏ vô cái nó đụ, nó kêu ngồi đụ má ăn chai già này kêu nó chửi tính bơ mày đúng quá mà mình hỏi á là mình hỏi có căn cứ là phải có đầy đủ không cái Tự tí nhiên đó. ông phan một cái giang hồ Cái tự nhiên cái thù đồ quỷ sứ cái đem ra tao ra cái chửi tao mà nói tao này ông già thì này kia mà thiệt mấy có rõ ràng có phim có tài liệu này có sử sách này, có chứng cứ là có căn nói chung là hoàn toàn vô thực sự là có đầy đủ bằng chứng mà nó cứ chửi mày kỳ vãi đời cái kỳ cục thiệt Đúng rồi, đúng rồi. Sao bác tình khỏe không? à, đề bên này khổ quá Này à, mày khổ khổ, quá khổ quá khổ quá bởi vì khổ thiệt tình quá. mày là ở Việt Nam thì tao thì được cái không phải làm câu chuyện gì cả nó thẳng là như vậy, còn bên này thì bao nhiêu công chuyện gì cũng một mình tao làm cả, nó ngược cái chữ này thôi đồ một mình với đâu khổ. Vậy chứ lúc bác về thì bên đây ai làm? Bên này thì mấy đứa con thì nó ghé tới rồi kia đứa nào ấy thôi đồ vậy thôi chung Hình như không về về đây thấy hơi 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 héo heo hơn héo à. héo héo quèo rồi nữa héo giống như trái cây mà vú vậy cho nên ra nó không ngon mà trái cây mà chín cây nó thẳng là như vậy. À, về bên đó thì coi như là nó lòng xuân phơi phới rồi mặt mày rạng rỡ rồi da dẻ hồng hào lên ký ù mà Đi phá ở làng phá sớm ông đi ăn ở ở bên đó là nhậu lên được 10 ký về đây được quá. có chưa được mấy tuần rồi xuống lại xuống sọp liền mặt ngoài Xuống hốc hác lại rồi xuống ngay. À, cái thứ nhất mình phải nói như vậy có nghĩa là cái nói gì thì nói với cái thời tiết của Việt Nam mình chào chị Phượng Nguyễn nha. nó thích hợp với lại cái người châu Á nó thích hợp với người của mình. Đúng rồi bác. À, vì chẳng qua sống ở đây vì cái chỗ là bất đắc dĩ thôi chứ thực chất như bác là qua về đây là coi mặt mày nổi sần nổi sùi bị nó khô nó lạnh quá nó khô da Rồi. nó sần sùi lên rồi cái chân tay nó bị nứt nẻ rồi ăn uống thì không được ngon rồi bởi vì biết tánh tánh tao tánh tham ăn mà cái gì ăn là tao khoái là được cái gì ăn là tao khoái à. Cho nên vì đó nhưng mà tao hỏi mày bên này làm sao mà đồ ăn làm sao mà ngon mà là người Việt Nam được mày ở Việt Nam Đúng cái thứ cái rồi. gì nó cũng tươi hết. À, thậm chí mấy thịt heo mà chợ nó xẻ thịt ra rồi đó nha ban đêm nó sẽ xẻ thịt là sáng ra mà để ra chợ nó bán mà mấy mụ đi mấy mụ le nhà ta mà đi chợ lấy cái tay rờ 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 mà thịt là lạnh là không mua nha mày đồ thịt lạnh là không mua nha lạnh là tối qua mày bỏ tủ lạnh phải không đồ đâu có đâu trời ơi đem đi đồ là nó bỏ nó không mua ghê không? Còn thịt ở đây á đồ tới mình ăn là khoảng mấy tháng rồi thì khổ vậy không không Nghe không hấp không thể dẫn. không thể nào mình ấy được chàng như hôm qua hôm kia tao thèm cá quá thì cũng phải đi vô chợ thôi mà chỉ có cái cá ở Việt Nam mà cái cá tao khoái tao ăn được mặc dù nó rong đá mình xài đá ăn được là con cá ba sa mày Không biết. còn ngược lại mấy con cá này cá kèo cá lóc này kia là ăn sao xả nó tanh quá chịu không nổi mà con cá Đúng ba rồi. sa là không tanh Đúng à ngộ vậy là bây giờ tao chỉ ăn cá ba sa thôi. À, rồi. mà thấy rõ ràng con mà làm gì có cái chuyện ở Việt Nam mà cá lóc mà bỏ tủ đông rồi đem ra xả đá làm gì có cái chuyện đó nữa ra ngoài chợ chỉ ê tôi làm con này nha đập rồi bà bọc bọc lạng da cà 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 rồi xong về tươi rói rồi con cá nó còn nhảy cà tưng đó ăn cá để bên này Chào anh Minh Nguyễn Hưng nghe hình như anh Huy phải à, không? Anh Huy gì Huy phải? Huy ở Phan Thiết chào Huy con lâu quá ok rồi em quên nữa nãy giờ không có chào với mọi người hàm nói quá cho nên không có chịu chào với mọi người. À, chào lại mọi người ở dưới diễn đàn của Việt Rai lâu lắm thì chào anh Việt Nam. chú Chị cháu thì Phượng cũng về có cái chị Phượng Nguyễn chị nói anh Cầm nói sao chứ đồ ăn đồ độc không kìa ông già ăn gì dữ thì ta kể là mà vậy? tao ở cái gì ở cô Phượng Nguyễn này ở bên Cộng hòa Séc rồi phải không? Đúng rồi anh À, chị ạ. chị ở đúng rồi cô này rất là dễ thương cô này hàng năm mà như cô này về Việt Nam hoài mà nhà quê như ông ngoài Bắc này phải mình không biết mà thấy mỗi lần về thì rất là vui đại khái vậy thế thì ta cũng hy sinh ta chết mẹ ở, 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 ăn đồ Việt Nam cho chết mẹ đi mà sao
tao nó ăn không chết hả? Nó không chết mà lên ký mới là ghê. Trời ơi, lên 10 ký rồi mày. Ông già ông chết mà ông cứ lên ký rồi, ông cứ lên ký rồi. Riết đồ ba que ba cẳng rồi sao không chịu khổ, nổi. Khổ thiệt thiệt. Rồi lên, đã cảm ơn anh. Đã cảm lên, ơn quý. Đã lên ký còn da mặt hồng hào trơn bóng chứ mà giờ đây phải không? Nó mà giờ đây khô nó khô da. Thà kem mà tha lotion chứ kêu là cái lotion mà tha lên để cho da mình nó đừng có bị khô quá. Đúng rồi, có chứ xà tha chứ thực tế nó còn khô vẫn khô, coi như nó vẫn đỡ. Rồi cái da chân bắt đầu nó bị nứt ra, nó chảy máu đau quá đi cả nhón nhón sao. À, mấy đứa kia nó hỏi gì Việt Nam không có thương tật gì sao về Mỹ thương tật. Tao không biết làm sao mà giờ tao đi không được, bị sao nứt ra cái da gót chân nó nứt nứt ra chảy máu luôn. Cái thứ gì nó cũng đau khổ mà. Với lại tuổi lớn tuổi rồi cho nên ra về đây cái nhất là bị những cái bệnh về dính líu tới bên là xương khớp á, thí dụ như là thì bắt đầu nó nhức đau nhức đó, khổ lắm nhưng mà không kệ đi. Đúng rồi. Lớn tuổi rồi ai cũng bị á bác ơi, không có cái đó là không bao giờ tránh được. Đúng rồi. Rồi cái đó không có gì tránh được. Như bác ba mẹ con rồi cũng vậy kìa, rất là khỏe, người ngộm khỏe ngon lành lắm nhưng mà cũng phải bị đau nhức à. Chân cẳng cũng bị đau nhức à, không có tránh đâu được hết á. Không, nhưng mà Việt Nam không bị, Việt Nam không có đau nhức gì chứ. Nên đã Việt Nam không bị luôn, luôn. Không bị, wow, tao khỏe lắm. Bởi tao nói thiệt mày là số phận số phận đưa đẩy sao biết mà hình như là tao nghĩ là ai cũng vậy mày ơi. Cái cái thứ nhất là qua bên này cái nỗi nhớ về quê hương á nó nhiều, bởi vì tao không nhớ gì trơn, tao nhớ đồ ăn không à. Tao nhớ canh chua cá lóc nè, cá kho tộ nè, rồi chủ yếu là thịt luộc nè, mắm tôm nè, rồi thịt luộc mắm rò nè, rồi mắm cá lên, nói chung là những khô cá sặc này, những cái món thực sự là dân dã nhưng mà đối với tao thật ư là nó ngon lành như cù vô cùng đó. Đúng tao rồi. Ăn quá trời quá đó. Thế thì về bên này ngược lại nó mất hết mẹ mấy cái đó luôn. Là thậm chí là biết không tao bà có biết không, con mà đi về Việt Nam gì trước khi con đi qua đây á, con ăn phở ở bên Việt Nam á, trước khi đi trở về Mỹ á, ở Việt Nam á con ăn tô phở rồi gì mà con qua đây mấy tháng trời luôn, con thèm phở mà con không muốn ăn ở bên này, con muốn giữ cái hương vị của ở Việt Nam bao giờ không? Mình không muốn ăn, mình ráng mình giữ cái hương vị ở Việt Nam mà tới chừng chịu hết nổi rồi là phải quất mà ăn vô cái là thôi kệ mẹ nó, ăn cho giống như lĩnh đỡ ghiền. Tao thì tao cũng giống mày, nhưng có điều tao hơn mày chút xíu, tao là đạo phở. Cho nên vì đó ngày nào phải buổi sáng là ta phải có phở thôi, ngoài ra không ăn hoài. Trời ơi, con đây cũng là trùm phở nè. Cái xong cái ta ăn cho nó đã rồi đàng hoàng xong rồi ta thèm qua cái mấy bữa trước tao không có ốp lên đó. Trời, tao qua tao ăn mấy đứa con thì nó chở tao đi ăn xong rồi hoàng xong rồi tao về tao chán. Tao đi mua tô phở Việt Nam với cái tô phở Mỹ, tao đem chụp hình tao so sánh. Cái thứ nhất á, cái thứ nhất là vấn đề nấu nướng thì mình không nói rồi, có nghĩa là hầu như tất cả các mặt hàng nhà hàng bên nước Mỹ thì nó chung vậy đi. Thì họ như có nghĩa là họ kinh doanh, có nghĩa là thấy họ làm ăn được thì họ kinh doanh thôi, chứ thực chất là cái tay nghề họ không có, nó thẳng là như vậy, nấu để mà nấu mà, nó thẳng là như vậy thôi. Còn ở Việt Nam mình mà để ý mà coi, đã gọi là quán phở thì đặc biệt không có bán bất cứ một cái món gì cả, mà để ý mà coi, có nghĩa là không, đã gọi là bán phở thì đúng không rồi. Thể nào bán cơm tấm, không thể nào bán hủ tiếu và đúng không rồi. Thể nào bất cứ một gì, chỉ có đặc biệt là phở thôi. Việt đó. Nam mà vậy. Đó. Còn bên Mỹ này một cái nhà hàng mà có phở chăng nữa thì nó có là bún riêu, là hò kho, là nói chung là hầu như tất cả những cái gì rồi thuộc về bán luôn. Bởi vì họ làm như vậy để mà mình không trách được, bởi nhà tao có cái nhà hàng, tao làm điều đó. Nhưng mà nó có cái là nó không ngon là bởi vì nhiều khi túng quá, đâu có nấu nước là hủ tiếu đâu, lấy nước phở chơi luôn. Nói chung là cái thứ gì mà tao cũng đó là cái đó cái nhiều khi khách vô order cái gì nó khổ mì, gì hủ tiếu mì gì quay qua lại hủ tiếu mì hết mẹ rồi hết rồi chơi luôn phở đưa vô luôn đúng. Nói chung là hầm bà lằng sáng cấu mà mẹ nó đổi à. Cái anh chàng Mỹ thì không bao giờ biết thức ăn Việt Nam như thế nào, cho nên ra ăn cho đã rồi cũng húp húp cũng gật đầu cũng khen ngon. Ok đúng rồi, thôi, thôi, thôi. Mỹ ăn vô cái là được thế thôi, đúng vậy thì lụm tiền thôi, lụm chủ yếu là tiền mà lụm tiền thôi. Anh bắt nha. Chào bác nha, ok lâu lắm rồi không gặp. Thế thì nó có những cái mà mình thể mình kéo cẳng ngỗng mà mình không có thể nào mình giải đáp được. Thí dụ như tao ghét nhất là gì ở Việt Nam, mày biết cái gọi cuốn không? Cái gọi cuốn có cộng hẹ là phải là sao không? Trời ơi, cuốn quá, gọi cuốn đó, bá ăn bá cháy mà nhậu cũng lai lai.
ở bên nhà hàng tao qua đù mà nó lấy bắp cải nó bầm ra giống như heo ăn, nó bỏ vô, nó bỏ vô đồ Trung Quốc mà đồ của thằng Mỹ nó cũng ăn, nó cũng khen ngon mới là ghê chứ. Cái cục cười lắm rồi, thôi nhiều cái tao thấy tao chán ngán, bởi vì khi mà tao đâu có ra nhà đâu. Bà nói cho cùng thì mấy buổi lễ gần đây thì mình phải nói là cũng nhận như vậy, có nghĩa là cái tình hình nước Mỹ hiện giờ đang sụp đau quá đi, cũng là kinh tế cái Messi bên tao như cái mo của chết, chuẩn bị đóng cửa phải không? đóng cửa rồi đủ chứ mẹ, chuẩn bị tao đi, tao tính đi vô đóng, tao mua ba cái chuyện linh tinh, mua đại khái Macy mà đóng cửa là mệt á, chuyện như đó tại vì Macy là tụi nó được lắm á, tụi nó buôn bán hàng mỹ phẩm cho phụ nữ đó, nước tụi nó hoa rồi là đó mấy chị nữ đồ, rồi. nói chung là tụi nó làm ăn được lắm á, mà tụi nó rục rịch đóng cửa là thấy mệt đó. Đúng Bên rồi, con cũng vậy, con có nghe, con nghe đúng bác nói rồi. Macy là con biết rồi. Messi là một cái tên tuổi rất là lớn, không thua gì mấy cái chỗ kia đâu, lớn Nói rất chung là là lớn. đa số dân Việt Nam, đa số dân Việt Nam mà ở ở Mỹ này nè, mà đều biết Macy hết. Nó là một cái cửa hàng bán dầu thơm mỹ phẩm Lancome, nói chung là Nói toàn chung là là đồ thứ gì đồ mỹ phẩm mà là dễ cao mua. cao cấp không Ừ, à. dễ Thơ quan mua. nói đúng á, chưa ăn cái chuyện này về là mày phải dẫn tôi đi ăn cái thơ quan, đúng rồi, canh chua trái bần á, ở dưới miền quê mới có. Cũng chưa ăn canh chua cái loại lá gì đó, lá tôi dê ăn mày, nó xua đũa chưa ăn luôn. Canh chua xua đũa, trời ơi, canh chua Chưa xua ăn đũa luôn con rồi, ăn kỳ rồi, tức khoan ghê. nhiều. Biết sao Anh không, nó ở Việt cứ Nam xá lên mình chơi, anh cứ xá. cái ẩm thực Việt Nam mình nó phong phú quá đi, nhiều cái ăn cho đã được, tao đâu có quên qua đây tao chết mẹ là chưa ăn món này, ăn món này rất bình thường ở Việt Nam. Biết cái món gì không, canh chua rau nhút các bạn, rau nhút mà có cái bông gòn á, Có, trời ơi. trời ơi, canh chua rau nhút ơi, ông già này Ok, lâu vậy chào không ăn gì hết vậy. Chào chào anh. Reply, chào mọi người Chào anh. nha. À, Chúc Dạ. mừng em, Rồi. tầm em đang ngồi nghe anh à. Anh cứ Ngồi nghe gì? tiếp tục chém đỡ Tao anh. tao 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 hồi nãy mày tao nghe mày nói mày chửi tao phải không? Không có anh cha già nào chửi anh mà. Vậy Anh hả? đâu có gì chửi đâu. Tao nói thiệt mày, tao nói thiệt mày chửi tao mày tức ghê vậy, đụ bởi vậy thiệt khổ Nhưng mà anh làm gì mà bị chửi? vậy. Tao hỏi nó thôi, tao hỏi bữa nay mày làm gì mày vui dữ vậy? Nó kêu nó đi ăn mừng lễ Noel, vậy tao kêu mày ăn mừng lễ Noel là mày nhớ mày mày, mày ăn mừng người Mỹ ném bom Bắc Việt phải không? Nó chửi tao u má cây già cây giấy đủ. Không, nhưng mà cái này mình trung thực hết, Ừ, cái này mình nói trung thực rồi. Nhớ đừng giận nha, anh cầm anh ưa giận sẵn lắm. không tao anh không có giận đâu, anh tao anh là mới vui vẻ ra thôi. cái bệnh này tự nhiên anh đang thọt ngang qua chẳng đâu vào đâu cả. Tao nói nhắc lại cái kỷ niệm mà nhưng tiếng mà bạn mừng cái thằng kia nó như thế nào mà anh phan cái câu đó, không có liên hệ chửi anh là đúng của anh. quá đủ Tin Ông già quá chơi, giống như là con ta chuẩn bị lên đồ đi chở nghệ đi chơi không, đêm Noel cái vậy. Ông vừa vừa dắt xe Noel ra đầu ngõ cái ông lấy cái cây đồ ông thọt vô bánh xe người ta cái đồ Ủa, ta cắm đầu xuống mưa chửi là phải thiệt quá, người ta kỳ lạ quá, mà nó thiệt mà nó mà đúng mà mình đâu có nói sai được. không ơi, nhưng mà nói về cái chủ đề Noel thì nãy tịch quay cũng nói đúng, và vào cái giờ này vào khoảng thời gian này cách đây bao nhiêu năm, cách đây năm mươi hai năm năm về trước, năm mươi hai năm rồi, năm mươi năm hai bảy hai năm mốt năm năm gì trước thì mình sống tất cả chúng ta sống ở Việt Nam thì mình đâu có biết được cái khổ của ngoài Bắc, đúng rồi. là Mỹ là nó đưa ra cái chiến dịch gọi là gì ta, là bác Linebacker, là linebacker. thì đó để mà nó biết miền Bắc thành thời kỳ đồ đá à, thì nó hạ bom mà 12 ngày đêm vào nó hạ bê Đúng rồi anh. bom, nhưng mà nó đâu có ngờ, là nó không thành công mà B-52 của nó rụng, nó rụng mà Nó cứ nghĩ là nó đem B-52 qua là nó kêu là bất khả xâm phạm, là nó sẽ thành công đó, nó sẽ thắng đó, nhưng mà nó không ngờ. Quá, mấy bác nhà mình ghê quá. đúng rồi. Thì anh nghe nói cái này cần phải kiểm chứng lại, anh nghe nói nó không ngờ là hỏa tiễn Sam, nó biết nó đã tính rồi hỏa tiễn Sam là không bắn tới, ok, nhưng mà nó không biết là hỏa tiễn Sam Đức đã bị modify, có nghĩa cải tiến lại, ok, Rồi, xem hai thành okay. xem ba. Thì thành ra hỏa tiễn Sam bắn tới luôn thành ra nó rớt, mà nếu mà nó cứ tiếp tục cái đà này á thì cái B-52 nó sẽ bị tuyệt chủng.
Ví dụ như nó có khoảng 200 cái BNMI, nó ví dụ là nó không biết anh quên rồi, nhưng mà ví dụ như cứ khoảng cứ một ngày rớt một hai chiếc ví dụ vậy đó, thì nếu mà cứ tiếp tục hoài không quá 12 ngày đêm mà cả tháng trời, anh nghĩ nó còn bao nhiêu cái BNMI nữa, phải Đúng không? rồi anh. Cho nên Hình như nó em nhớ mãi mãi, em nhớ không lầm, anh em có thể sửa cho em, rớt chuyến đó ở Việt Nam là cũng 30 mấy chiếc á, 34 chiếc thì phải á, mà trên thế giới này á chưa có một nước nào, chưa có một chiến chính tranh xác nào luôn. B-52 bị rớt, Bởi chỉ có ở Việt năm Nam nay thôi, chưa bao giờ rớt ở đâu cả. ở Việt Nam thôi. Cho nên cái chiến dịch quân sự này của Mỹ ấy, mà thật ra để nói, nếu mà các anh em cờ vàng nào nghe thì mình chia sẻ với lại với cờ vàng, cứ thích nói cái câu lắm và mà nghe hoài mà cứ nói chứ Mỹ ấy, mà nó tiếp tục nó thì thả chút xíu nữa là Việt Nam mình xong rồi, sắp sửa chuẩn bị đầu hàng rồi. Chuẩn bị luôn rồi. nhưng Có, mà em có nghe cái đó. nhưng mà họ nói gì, họ nói họ thích diễn giải để mà bào chữa cái thua, nhưng mà nói chung là Mỹ thất bại, Mỹ tự động rút luôn. Mỹ là người khởi xướng cái chiến dịch này, sau Mỹ tiếp tục Mỹ tính đổi miền Bắc thành thời kỳ đồ đá Đồ đúng không, đá. nhưng mà Mỹ không ngờ thay vì đổi thành thời kỳ đồ đá thì thành thời kỳ đồ nhôm, phải không? Thì tại máy bay B-52 rất nhiều quá, ta lấy thân máy bay này làm thon chảo thì em nhớ không? Nhớ không? Là Đúng cộng với rồi, đúng rồi. lại á, anh có nghe nhiều người nói câu này cũng vui nghe hay lắm, là năm 1970 mùa mùa đông năm 1972 á, người Bắc đã tìm được cái mỏ nhôm ở trên trời, người ta Wow, cái này rồi có một ông nữa lên chửi giống như ông cầm nữa cho đây đây vì cái mỏ nhôm là khám phá trên đất như này đó, khám phá trên trời. tìm được cái mỏ nhôm mà mỏ nhôm trên trời mới ghê chứ không. Ồ, cái này cũng độc quá nè, nghe độc quá, cũng mấy ông cầu vàng cay đó, nói mấy con câu này mấy ông cầu vàng cay đó. Cờ vàng mà nghĩa địa gì này, phải cho mấy thằng Mỹ nghe nó mới phê chứ cờ vàng gì đó, để Nhưng bắt đầu mà chọc mấy thằng Mỹ ba tại game vì rồi. giờ đang là mùa Noel mùa đông thì thật ra xin lỗi mình nói về cái này cho nó vui thôi, không thì thật ra Mỹ nó khởi xướng cái chiến dịch này nó không phải là để bắt đầu cuộc chiến tranh mới mà để chấm dứt chiến tranh, đúng không? Đúng không? Cảm ơn tuyệt vời lại mọi người, nó khởi xướng cái chiến dịch này để chấm dứt chiến tranh Đúng rồi, chứ không rút phải lui, để rút lui, rút lui. rút lui, nhưng mà trong Danh danh dự dự. mà nó làm áp lực bắt và bắt phải đồng ý ký Ừ. Paris với nó theo những điều khoản nó đưa ra, và trong đó là để nó satisfy, có nghĩa là thỏa mãn để đã hòa một cái gì đó, nhưng mà rốt cuộc cái chiến dịch của nó thất bại, tất cả những cái gì mà trong hiệp định Paris đều cũng vẫn như cũ, không có gì thay đổi đấy. Nên rốt cuộc thả bom để cho mình bắt chết rồi Mỹ chết máy bay, tổn thất máy bay mà nó chả thay đổi gì cả. Cho nên cái đó là cái Mỹ đi sai lầm này sai lầm khác, mà Mỹ hình như không bao giờ học hỏi được, đến giờ này vẫn tiếp tục sai lầm đó. Cái kiểu của nó là vậy mà anh, nó cứ đi nó chọt, mà nó không chọt làm sao mà nó có, nói thẳng ra cái là làm sao mà nó có tiền. Nhưng mà nó không ngờ nó chọt vô Việt Nam mình là là nó bị sai lầm. Mà hiện nay Mỹ nó giống như nó ngông cuồng, nó cứ gây chiến, gây hấn khắp nơi trên thế giới, là mọi người thấy nó không, đúng không anh? Chính xác. Bây giờ cái kỳ này thì tương lai theo tôi đoán, mà theo bỏ đoán cá nhân thì hình như nó cũng sẽ sắp sửa bị giống như Việt Nam nữa, có nghĩa là nó gây hấn. Bên mặc dù là mình chúng ta không muốn chiến tranh thật, nhưng mà mình đứng mình bàn luận sơ sơ thì mình thấy là hiện giờ nó đang đụng một cái loại thứ dữ là chiến tranh Ukraine và Nga, nó thẳng là như vậy. Mà nó cũng không ngờ là cái điều nó xảy ra, và biết bên thằng Palestine với lại cái thằng Israel đó, nó cũng vậy đó. Và kỳ này hình như là tôi nghĩ là nước Mỹ chắc tay tua, tức là bởi vì anh chàng này không thể nào bao cả trọn gói hai bên được, nặng quá. Thế nên vì tôi nghĩ là chắc là sẽ bỏ rơi cái Ukraine thôi. Nhưng mà bây giờ thì không biết nói làm sao, nhưng mà có điều là kỳ này là anh bị dấp phải là một cái cường quốc về vấn đề quân sự, mà hầu như là bây giờ là anh nghĩ hình như đang bị kiệt quệ.
và họ kể nó kéo theo cả một cái khối châu Âu luôn. Đó là mình võ đoán thôi, nó thực chất là mình không nằm trong tổ chức chính trị còn mẹ cả, mình cũng không biết, là mình chỉ thấy là nước Mỹ bị sa lầy vào cái giữa cuộc chiến như vậy. Bây giờ em, anh thấy Mỹ nó trả các cái quệ rồi, nó cái tiềm năng về quân sự nó bao la, nó không có cái quệ, nhưng mà cái vũ khí nó không quyết định đến cái chiến thắng, không biết. Tại vì ngày xưa chính đại tướng Võ Nguyên Giáp đã từng nói là vũ khí không quyết định chiến thắng, con người mới quyết định cái sự chiến thắng, mà con người Việt Nam mình quyết định cái sự chiến thắng đó trong cái chiến tranh Việt Nam. Chính xác. Cho nên cái vũ khí của Mỹ nó không quyết định cái gì chiến thắng đâu. Nó, nhưng mà anh nói là ở Mỹ bây giờ nó đang kiệt quệ, không kiệt quệ rồi. Chỉ có kiệt quệ là kinh tế Mỹ, là con người Mỹ. Anh có Anh nghe nghĩ thằng Mỹ nó mới em xin lỗi, nói đi anh. anh có nghe thằng Mỹ nó mới tăng lên cái tiền mà cho quân sự của nó không? Nó tăng lên thành 900 mấy chục tỷ cho một năm đó. Thì đó, Tiền quốc tại phòng, đây tiền quốc thì phòng đó. em nói cho anh Cầm nghe đi, Nó mới tăng Cầm lên nói nó là ghê anh không? quẹ, Mấy nó ký quẹ đâu, má không kịp đâu. nhưng mà mình kiệt nhất người dân Mỹ Đúng và nước rồi, và thì nó đối sẽ với lấy kinh tế thuế Mỹ thì và kiệt, cái kinh tế người Mỹ dân, này siêu đúng kiện. rồi, Rồi. người dân Mỹ kiệt thôi chứ còn nó không kiệt đâu. Thành ra mà bây giờ mình nhìn quanh đi, nước Mỹ bây giờ là thế thế làm te tua không, cái nước Mỹ ngày xưa nó như thế nào thì bây giờ nó đời sống cũng là cái chỉ số mà gọi là happiness, là sự và hạnh phúc ấy. Ờ, nếu mà làm một cái thống kê nữa, Mỹ chỉ số và hạnh phúc của nước Mỹ này chắc thấp đó là tuyệt vời. Tại Yeah, đúng mà. vì tuy là mùa Noel là ai người ta cũng muốn sinh hoạt trong ngày lễ với gia đình kia, nhưng mà anh thấy anh cảm thấy không khí nó cũng nặng nề, tại vì cái vật giá và càng ngày càng Đúng leo rồi, thang. thấy nó không có còn thấy nó không có còn hào hứng phấn khởi giống như hồi thời khoảng chừng chục năm về trước nữa. Nhưng mà đó là kế hoạch của nó đó, anh Cầm ơi, là mọi người, đó là kế hoạch của nó chứ không phải nó ngẫu nhiên nó xảy ra, nó kế hoạch của nó. Tại vì nếu mà mình theo dõi thông tin thì mình sẽ biết nó có cái kế hoạch, nó gọi là gì ta, Great Reset hả, có nghĩa là Nó reset reset lại, nó coi như là nó làm lại từ đầu hả? làm lại từ Đúng đầu, rồi, mới cầm đây lắm. nó có cái kế hoạch của nó cố ý vậy, nhưng mà nó có cái bài bản của nó. Bài bản là gì? Bài bản là agenda, bài bản nó hết. Ví dụ như cách đây 3 năm nó thảy ra cái con vi khuẩn là bài bản đó, chứ không phải nó xảy ra tự nhiên đó. Cái con vi khuẩn đó là con người mình chế ra, xong rồi nó lại làm cho kinh tế suy sụp, cái đó là cố ý. Nhưng mà nên nhớ kinh tế suy sụp với nó không ảnh hưởng đến mấy thằng mà thế lực ngầm nha, cái thằng đã Trời ơi, mấy anh đó mà ảnh hưởng gì anh? nó nữa ra đâu, nó Ủa, lại mấy anh đó nó còn dữ hơn nữa. cố ý làm này để nó làm gì, để nó thâu tóm tài sản, thâu tóm tài sản rồi. Anh thấy có biết bao nhiêu những cái hãng, những cái tiểu thương này kia đó bị sụp hết không, nhà bị mất mất hết không, mà mấy thằng giàu nó nhảy vô mua. Bill Gates càng ngày càng là Bill Gates là coi như gần như là number one land Mấy owner. thằng giàu càng giàu Đúng rồi, cái sự cách biệt giữa giàu nghèo càng ngày càng càng tăng. kinh khủng. Anh thấy với bác Cầm, thấy với anh cư xá, thấy không, cả nhà cửa lúc này nó rớt, thấy không, kinh tế đâu bán ra được nhà nữa, mấy con mà làm realtor mua bán nhà rồi đó, quá khóc tiếng lèo luôn kìa, tiền Đó. lời thì quá cao, đâu có ai mua được nữa, là mua rất là khó, cái gì cũng tăng, cái gì cũng cao, mà lương thì nó đắt có lên, nó cũng vẫn giữ bình thường, mà bây giờ đi ra ngoài cái gì cũng cũng tăng giá đó. Ồ, kinh khủng thiệt. Thì tiền mình anh không biết mất như anh nghĩ, anh đoán chắc mất mỗi năm mất chắc 5-7% hả. Bây giờ một tô phở họ trung bình là chắc anh nghĩ ít nhất là 17 đồng đó em ơi. Qua mới mua dĩa cơm hôm qua mới mua dĩa cơm bò lúc lắc,
Cho thằng con trai em nó thèm, nó muốn ăn, cái em đi làm về em ghé vô cái nhà hàng Việt Nam em vớt dĩa cơm 16 đô mấy chục sen. Rẻ đó, Đấy, được có mỗi lát mấy mà miếng 16 mấy miếng đô rẻ em. Rẻ, em còn complain gì nữa, 16 đô mới thì mẻ. đó Ngày xưa có anh chút tôi ở xíu. khoảng tới 8 đồng, ở bên anh cái vùng anh ở 7 tới 8 đồng, trên dưới 8 đồng, 8 đồng tôi. Bây giờ làm gì có giá 8 đồng, bây giờ tôi ở Anh Tư Quang ở đó, vùng anh bây giờ chắc bên nó Cali bị ngập lụt hả? là... Đó. À, bây giờ tôi phở chỗ em á, là chỗ rẻ, tại vì có mấy chỗ nếu mà tạt vô mấy chỗ Việt Nam đông rồi này kia là giờ 14 15 đồng hết rồi. 14 Trời, 15 đồng mà chỗ đó là khu bên Việt Nam này đó nha. 18 20 đồng bình thường thôi mà, còn Mẹ kèm còn theo. đi ra ngoài xa xa không có Việt Nam ở, có một hai cái nhà hàng Việt Nam thôi là Nhớ nhưng mà chán anh chết cầm luôn. nói đúng là phở bên Mỹ không biết vùng Việt Prime như thế nào, chứ còn bên anh thì thấy phở nó ngon rồi, nấu Trời ơi, Florida ngon cái me lên gì trắng anh ơi, rồi ngon cái anh rất gì, là chán chết chứ ngon cái gì. nhưng mà phở ở Sài Gòn mình phải biết chỗ đi nha, hay là ở Việt Nam Dạ biết chỗ rồi, đi, hình như anh cầm anh biết chỗ đi, còn anh về anh đi ăn mấy cái phở anh thấy không ngon được, vài nó không có đúng cái sở thích của anh á, cho nên dạ. nó tùy chỗ. Nhưng mà nếu có chỗ nào ngon ấy, nó có cái mùi bò rất là thơm, đó là cái bánh phở cũng ngon Cái đó. đầu tiên mà cái phở nó ngon là ăn thua cái bánh phở trước, mình khoan nó rất lèo đó. Ở Mỹ này đa số là bánh phở Chào anh khô, Trương Hoàng Yến. bánh phở khô có nghĩa là khi mình nấu mình trụng lên thành phở, còn ở Việt Nam là bánh phở tươi, bánh phở Đúng trong rồi. lò ta làm tươi, Dạ, đó chỉ có là một anh cái, dân ba tư. đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái xương ống để nấu nước lèo, tao rành phở quá mà tao đạo phở. Thì thí dụ buổi sáng hôm nay là buổi chiều hôm nay người ta đã hầm rồi, bà hầm xương ống của con bò, mà con bò xương ống thì xương ống tươi có nghĩa là khi ta làm thịt con bò ra thì cái xương ống nó còn tươi, tôi đem về tôi rửa sạch, tôi đem ta hầm. Thứ ba nữa là thịt bò ở Việt Nam mình là thịt bò mổ, mới mổ và không đi qua quá trình đông lạnh, cho nên vì chỗ đó hành ra rất là ngon. Còn ở đây có biết nấu chăng nữa cũng không ngon được rồi, bởi vì xương ống nhà ta có nhà hàng tôi biết mà, mỗi lần mua dự trữ đó, dự trữ trong 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 cái chỗ mà freezer đông là tủ đông lạnh khoảng 1 2 tuần lễ rồi, từ nào hết nước lèo mới lấy ra bông, thì xương ống cũng đông lạnh, thậm chí thịt bò cũng đông lạnh, mà cái chó gì cũng đông lạnh hết trơn rồi đó. Là thứ nhất, cái thứ hai là thành ra không thể nào mà nấu một tô phở cho nó ngon lành, đó là những người biết nấu nha. Còn cái này thường thường đa số là những người Mỹ bên này là nấu để cho nó qua loa thôi, bỏ chứ thực chất không có ngon, không có biết nấu, nó hẳn không biết nấu, không có biết nấu, nó hẳn là Anh cầm anh về Việt Nam anh có ăn phở nợ không anh? phở nặng mà Phở có nợ nghe anh, đó phở nợ có nữa anh, gì phở nợ phở 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 lợn phở đó, phở lợn đó biết rồi, anh, phở phở lợn, nhưng nợ mà đó không bao giờ tao nghe cái từ đó, mà cả ở Việt Nam chữ phở dùng cho thịt bò mà thôi, nó này, hẳn là nguyên nói thủy. chọc anh cho vui, phở nợ Ờ, nghĩa là làm gì có chuyện là hủ phở lợn, tiếu phở ba nền ơi, ăn hủ tiếu anh, có ăn hủ phở, tiếu có kìa. phở khô, có phở khô nha, ở ngoài đâu, ở ngoài miền Trung có phở khô đó, thì thực chất là tao không khoái, tao chỉ khoái ăn phở nước thôi, nhưng mà không phải vì một tô phở 100.000 hoặc là 150.000 mà ngon đâu, nhưng mà sẽ có những cái tô phở ở những con hẻm hoặc giữa con người được, giống như kỳ rồi tôi về ở Bùi Quang Là thì có một cái quán phở còn của gì Lý Xìn, cái tên Lý Xìn, tại cái ông này ông người Bắc mà ông ở gần giáp giới ở miền miền núi á, mà ông vào trong Nam để ông bán phở mà như là 40 50 năm rồi đó, rất là ngon mà rất là rẻ tiền, một tô như vậy có 40.000 thôi, nhưng mà thực sự là rất là ngon, thịt thà rồi nước lèo rau xuống, ta có đem ngày nào tôi cũng ra ngoài ta ăn trong các, nhưng mà cứ so sánh cái phở đó với cái phở Lý Thái Tổ ngày xưa thì cái phở phở Lý Thái Tổ thua xa. À, là bởi vì trong theo tôi nghĩ hình như cái phía Lý vua cái phở mà Lý Thái Tổ là phở Tàu Bay đó. À, nó qua rất là nhiều đời, mà hình như là cái bà mà để cái ông già bà già mà để người đó mà để qua đời lâu lắm rồi, thì bây giờ con cháu nó làm và hình như chưa chắc già nên nó nấu nguyên thủy nữa, cho nên ra nó không có ngon, đại khái là vậy, không phải mắc tiền là ngon đâu, thí dụ là vậy. Anh đang đi ăn phở, anh có xin thêm một chén cơm nguội không anh cầm? Không, tao có xin thêm một chén tiết, có thêm một chén tiết Đại cứng. ca ơi,
gì cư xá này cứ toàn rồi hết nhà người đi ăn phở đó đã chọc quê tao cho nên không phải anh công anh em anh nói anh là dân hello tôi quen tổ sư chào chú Cầm, chào anh cư xá, chào mọi người. Ông cư xá này rồi ông cư xá nào lâu ông chọt cái hơi bị thốn á việc lai đúng không ông ngồi ông canh me ông chỉ mua canh me ai á ông chọt khoáng ngột ông này cũng ghê lắm chứ không phải vừa đâu không tại anh đang cầm anh nói anh là sư phụ anh phở nên mình hỏi anh đúng không ông phải anh việt lai mới ra anh cư xá mới ra không xin cơm nguội á là anh phải đi kiếm cái kèo cháo lòng hay cháo gì đó cháo huyết rồi đó không có đâu bún rồi bún cơm ngội nữa bún với cơm ngội nữa à. Ai ăn bún ai ăn cơm ngội ngội mấy ông mà ăn ăn cháo lòng hay ngồi mà cái xe mà lề đường á anh Duy Tân à. Mà kiểu mà lâu lâu năm mới về được mà được lần á hiểu ừ. Không thèm lắm thèm lắm nhưng mà anh cầm anh hay để lại đi ăn phở mà vợ anh không làm ha cơm nhà thì không ăn nó được nó cũng móc nữa à được cái thằng quỷ khổ hết ăn thở bắt mất bây giờ là nhưng mà bây giờ là anh không cũng ghẹo đâu ghẹo gì đâu anh bắt em nói thiệt cháu lòng là phải xin cơm nguội đó cháu lòng là phải xin cơm nguội mới ngon chứ còn phở ai ăn cơm nguội bây giờ là chú Cầm bên Mỹ nè anh Việt Rai bên Mỹ nè anh Cư Xá bên Mỹ nè ba người bên Mỹ biết tại sao mà phở bên Mỹ không ngon phở Việt Nam không thì đến Cầm mới giải thích rồi đó chưa phù hợp chưa đúng phù hợp ha, ha. Cái đúng này, cái này là lái móc bên Cầm nữa đó. Không thiệt không có logic không có logic rồi. Tại vì con bò bên Mỹ á tức là cũng phở bò bên Mỹ là cũng hầm xương bò rồi đúng không hầm xương bò nhưng mà tự bò Mỹ đang bơ thừa bơ sữa không à đâm ra cái ba cái chất mình hút vô xương con bò nó không có ngon bằng con bò Việt Nam người ta thả đồng đi ăn cỏ đàng hoàng đầy đủ còn bò kia là bò công nghiệp thôi bây giờ mình đúng chưa thì, bây giờ thật ra dạ vâng thì nó nói em nói chơi nhưng mà thật ra anh Cầm nói đúng không tại nếu mà xương mà để đông lạnh nó ngon lắm. Tại vì anh nhớ ở bên Mỹ nó có cái chỗ mà mấy người gọi là cái người giúp anh cái người mà họ sống thời kỳ tổ lộ sĩ ấy, mà họ không thay đổi đó là người gì ta sống ở Pennsylvania Amish hả Amish gì đó ok thì họ lâu lâu họ có mấy cái farm có nghĩa là cái nông trại họ bộ thịt ra họ bán tươi á thì anh có thời gian anh đi mua thịt bò xương bò họ về nấu nó có mùi bò này có mùi bò rõ ràng hơn còn anh ra ngoài chợ anh mua xương ống thì kia đông lạnh á nấu nó có mùi thành ra bên Việt Nam họ nấu toàn là thịt tươi không mà đương nhiên nó ngon rồi Việt Nam nói là thôi qua ở Việt Nam thôi qua nói cho anh biết đi có phải là bên Việt Nam mình cái con gì mà nó không núc nít là họ không ăn đúng không đúng rồi nhưng còn cái con nào mà nhất là mấy mấy con bù lon con tán đâu bao giờ ăn đâu thiệt thề với mấy con đó là không bao giờ ăn đấy đó đúng không?